Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuần Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục lại cả đợt gốc về trạng thái xuất xưởng. Khôi phục cả đợt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Vivo i67 nhé. i67A, i67 tao làm từ từ con này i67A nhé. Đây cho các bạn xem mode setting này. Con này không có tiếng Việt nhé. Các bạn có ROM tiếng Việt i67A nhé. Ta làm như sau, ta thực hiện vào cài đặt này. Chúng ta sẽ vào phần mode setting này. Ta sẽ chọn xuống cái phần factory data reset. Ta chọn dòng thứ hai as on data. Tích vào đây. Ta tích vào ô này nhé. Chọn reset full. Nó họ sẽ hỏi lại lần nữa là xóa các dữ liệu rồi ảnh rồi là phần mềm các kiểu. Chúng ta có dữ liệu quan trọng chúng ta sao chép sang thẻ nhớ hoặc máy tính vô lòng trước khi thực hiện bước này nhá, vì sẽ mất hết những các dữ liệu đó. Bây giờ ta ấn vào dòng màu đỏ này. Bây giờ máy sẽ khởi động lại và thực hiện. Sau khi máy giao diện này, chúng ta sẽ chọn tiếng Anh nhé. Vì cái này không có tiếng Việt, bạn phải cài ROM tiếng Việt có. Rồi cái bước này thì ta bỏ qua. Cái bước này tài khoản Vivo, bạn có tài khoản Vivo bắt nhầm mật khẩu, chúng ta xem cái video bên dưới mô tả nhé. Và thực hiện như trên. Ấn skip này. Next. What's now? Ok. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xóa mật khẩu. Hướng dẫn các bạn khôi phục lại cả đợt gốc về trạng thái xuất xưởng của máy Vivo i67 i67A nhé. i67 ta thực hiện tương tự. Đó. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé.